ไปหาเดี๋ยวนะผมไหมฮัลโหลฮัลโหลกองไก่ยังไงมีอะไรบ้างด้วยบ้านถ่ายก่อบ้านเด้อมีแบบนี้เจอที่ยังถ่ายได้
nó ngay đến đù đúng đúng, đúng lòi xương như này kia. 7 phút. Hello mọi người. Chào mừng mọi người đã tới với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một người nít đó là bắt cá chứ ốc. Mai một mới mua mưa toàn nè. Làm một clip là đi thăm câu. Thăm câu có tâm đấy nè. Thăm câu bất đếm á. Bữa sáng mai là đi lần thôi. Hiểu không? Thăm cái tàu á. Đi làm chuyện vlog luôn. Chuyện vlog luôn. Thăm câu đồ nữa. Chuyện vlog luôn à? Ừ. Tụi phải xiên nhau đi cầm phải cọc cả. Về cắt kẹp mệt lắm thiệt, phải có máy tính nữa thế. Về cắt mấy cái đoạn mà có cá rồi nữa, hay hay cắt phô lại hiểu không? Tại lẽ mới để cả sáu, mới để cả một ngày, mới để cả 4-8 tiếng nữa à. Phải cắt ra video khoảng 10 đến 15 phút thôi mới hiểu không? Cắt ra hết đấy. Vì bữa đi làm vlog rồi không có quá dài 2 phút hiểu không? Vlog đó nữa. Con muốn kênh mấy kênh giải trí rồi là có thể 30 phút. Người kênh câu cá giống mình á, ừ đúng rồi, kênh câu cá giống mình có thể 20 đến 30 phút. Hai cái sao bí rồi.